Xin chào mọi người, trận này mình đem rác đi tốt. Thấy Chắc team cũng mở có quay mở mic nhưng mà có mở loa nhưng không thấy mở mic. Mình thử mở mở mic tổng để xem như thế nào nào. Quấy, chưa chi đã chửi rồi. Vũ quên mà không được chửi nhau. Dưới căng thế. Đèn con mít đó này. Mít nó hết mana này. Bên đâu hỗ trợ cả. Ngon quá, ngon quá. Được thêm kill nữa. Hôm qua nó nghịch mùa. Được 2 kill. Thôi đi về, bốc hơi. Mà lên gan nhanh thật. An enemy has been defeated. Welcome to the ring. Ăn rồng đi, ăn rồng đi. AD xuống hộ ăn rồng đi. Slim mất trên này này. Chẳng chúng luôn. Slim chăm farm cái này lát nữa nát đi ấy. Slim nó trăm farm lắm. Farm từ nãy đến giờ cả 3 tiền. Dừng cả 3 tiền. Cái ủng hộ thằng full cap này cái. Để nó xanh quá không được. Thằng này xanh lắm. Đã nó xanh rồi nó băng trụ nó ăn cả team luôn. Kìa yeah, AD bị trói, AD hết mana. AD chuẩn bị bốc hơi rồi. Vuôn cáp xuống nha, vuôn cáp xuống dưới nha. Vuôn cáp xuống rồi, vuôn cáp xuống rồi. Ôi, easy. Có thêm kill đấy. Đánh nhẹ nhàng bình tĩnh thôi. Nó chửi, nó chửi à. Nó chửi à. Nó chửi à. Map sáng trời có hack đâu. Nhìn thấy mà nó rơi ra các thứ rồi này. Nó rơi liên tục ấy, hai con rơi rồi. Mỗi đứa 100 vàng nó lại giàu rồi. Bán rơi liên tục ấy, hai con rơi rồi. Bốc hơi luôn, bốc hơi luôn. Ăn bùm, ăn bùa đỏ nó này. Bùa đỏ nó ăn luôn. Welcome to the ring. Đánh rác rồi là đánh tạm thôi chứ không không phải pro lắm. Ăn con tà thần này ngon hơn này,
chả thấy lên ăn bao giờ, toàn ăn rồng vừa nhiều máu lại vừa ấy, vừa khó ăn, đi một quay hết ở dưới chứ. Mít nó xuống nha, mít này, một tên lính mít này. Selin này, Selin này, chắc chắn là ăn ăn rồng, ăn không. Lính mít thì qua dọn lính mít đi, mất mít rồi này. Mình làm mít rồi anh em ơi. Mình chiếu cuối nó chói. Cảm ơn anh. Hai đứa kia ở dưới kia làm gì vậy? Hai đứa này làm gì hỏi chấm? Để cho nó đẩy hết cái trụ mít luôn, về không về luôn. Trăm vàng được. Mất hết cái mít rồi này, hai cái mít này. Bắt con Arum này, sốc đam nó đi luôn, bốc hơi luôn. Đây này, có mít đó này. Hết mana rồi. Con này nó hết nội tại chứ ngồi hết mana. Con cá này hết nội tại yếu này. Hai thằng này đánh nhau. Đây, về đây. Còn lại đây. À đi bốc hơi rồi. Nó xả liệu yếu máu kìa. Làm sao mà ăn được? Cửa gác cũng sai lầm. Mình còn chiêu cuối. Đau đấy. Nó làm cái thôi là hết nửa cây máu luôn này. Trúng mấy viên. Kali 5k7 tiền rồi. Mình ngang ngang tiền nó luôn. Xanh lắm. Đừng có ulti. Đừng muốn bốc hơi rồi. Ăn trụ AD ơi, ăn trụ đúng rồi, ăn trụ trước. Ưu tiên đẩy trụ đi. Thế này, xuống đẩy trụ này.
ăn hai cái mít của nó đi, ăn thêm một cái nữa, được một cái nữa. Ta thần. Đâu rồi, team đâu rồi? Thằng rừng đâu? Thằng rừng phải có thằng rừng. Thằng rừng đâu? Ui mày đi. Bắt ulti. Chúng rồi, ulti chúng rồi kìa. Ui. Đéo đi về mất. Cấm trụ, có cấm trụ. Lính vào rồi. Chơi đi. Đánh gà nhưng vẫn thắng được.